Xin chào các thầy cô. Cảm ơn các thầy cô đã xem video. Các thầy cô đang xem sản phẩm mình thiết kế trên PowerPoint dạng một cuốn album lưu lại những hình ảnh của lớp học. Với sản phẩm này, các thầy cô có thể ứng dụng cho từng mục đích khác nhau, giới thiệu về lớp mình hoặc giới thiệu về các hoạt động của lớp. Và đặc biệt, cuối năm đến rồi, các thầy cô có thể lưu lại những hình ảnh của lớp mình để cho các em có thêm nhiều niềm vui. Với sản phẩm này thì file PowerPoint mình đã để ở phần mô tả của video, các thầy cô có thể tải về và sửa theo ý của mình. Với các slide thì các thầy cô có thể bấm vào và chỉnh sửa tên trường, tên lớp, thay đổi ảnh đại diện của lớp mình bằng cách bấm chuột trái và ảnh đại diện, sau đó và các thầy cô vào format picture of text field, sau đó các thầy cô chọn file và đến tìm ảnh của lớp thay vào. Ở các slide tiếp theo, các thầy cô bấm đúp chuột trái và hình tròn, sau đó cũng chọn picture of text field và chọn file để tìm đến ảnh của lớp, thay đổi tên. Các slide này mình đã có các hiệu ứng và cài đặt thời gian, các thầy cô tùy chỉnh có thể thay đổi. Ở đến trang cuối, các thầy cô có thể thay đổi chữ theo ý của mình. Xin cảm ơn các thầy cô đã xem video. Hẹn gặp lại các thầy cô trong những video chia sẻ lần sau. Và các thầy cô thấy video hữu ích có thể để lại bình luận, like và đăng ký ủng hộ kênh. Xin cảm ơn các thầy cô.